Xin chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình PBS. Hôm nay chúng ta có rất nhiều tin sốt dẻo để mà bàn với nhau. Trước hết là câu chuyện của ông Ngoại trưởng Pompeo sẽ có một cuộc công du 4 quốc gia ở Á Châu, đó là Nhật Bản, Nam Hàn, Mongolia và Ấn Độ nếu có thể, vì sẽ có một cái cuộc họp Tây Tư giữa Úc Đại Lợi, Ấn Độ, Nhật Bản và Hoa Kỳ để siết chặt cái sự chiến lược cũng như chiến thuật của đồng minh với Hoa Kỳ để tiêu diệt Tập Cận Bình. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 10, ông Pompeo sẽ có cuộc viếng thăm ở bên Úc Đại Lợi và Ấn Độ. Từ ngày 4 đến ngày 8 thì ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ có cuộc đàm luận với ông tân thủ tướng của nước Nhật là ông Suga. Mặc dù ông Suga là phụ tá của ông Shinzo Abe, có nghĩa là cái chính sách của ông Shinzo Abe sẽ được tiếp tục. Bởi vậy cho nên cái sự thăm viếng này để thắt chặt cái mối giao hảo của Hoa Kỳ và Nhật Bản. Rồi chúng ta lại có thêm ông Tổng thống ở bên Nam Hàn cũng sẽ có mặt để mà họp với ông Ngoại trưởng. Rồi cho đến bây giờ thì mọi người đều biết rằng là dân Mông Cổ là một cái tai nạn của Cộng sản Tàu. Nó tuyệt sản, nó bắt những chị em gái, phụ nữ của Mông Cổ, nội Mông, rồi phải uống thuốc tuyệt sản của cái thằng Bill Gates. Bây giờ mới lòi đuôi ra Bill Gates là một cái tên giết người. Nó đưa ra những cái thuốc vaccine không phải là để ngừa bệnh polio như nó tuyên bố, mà thật ra là để tiệt sản. Và Tàu Cộng không muốn dân Mông Cổ đông ở bên Tàu. Cho đến bây giờ thì quý vị biết rằng là Tàu Cộng đã đi với cái chính sách một con, hai con rồi tiệt sản, nhất là đẻ ra con gái, giết. Đó là đường lối của người Tàu từ xưa. Vì thế cho nên họ đã trở thành một cái nạn nhân của một quốc gia bây giờ thiếu nhân công. Người ta tính đến năm 2100 thì dân nhân công của Tàu, cái số tuổi mà lao động nó chỉ có còn bằng một nửa như bây giờ. Vì thế cho nên cái vấn đề an sinh xã hội lo cho người già là một cái gánh nặng rất lớn cho Đảng Cộng sản Tàu hiện nay cũng như là mai sau. Vì thế mà Cộng sản Tàu không thể nào tồn tại. Đấy là một cái điều đau khổ cho Tập Cận Bình. Rồi một cái bản tin tiếp theo, đó là bản tin ông Tổng thống Donald Trump trong thứ ba vừa rồi đã có một cuộc tranh luận với Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Trong suốt 90 phút tranh luận này với 4 đề tài, từ tiền thuế cho đến vấn đề vaccine, cho đến vấn đề quân đội và vấn đề chính trị, thì cái anh chàng điều khiển chương trình là Chris Wallace. Chris Wallace là một người thuộc về Đảng Dân Chủ và làm cho đài Fox, nhưng mà anh ta chủ trương tiêu diệt Cộng hòa. Quý vị còn nhớ vào cái ngày tranh luận trong năm 2016 giữa Hillary Clinton và Donald Trump, thì cái anh chàng Chris Wallace này cũng đã nhiều lần bênh vực Hillary. Chẳng hạn như cho Hillary nói quá cái số thời gian ấn định cho mỗi một ứng cử viên là 2 phút, nhưng mà luôn luôn được nói đến 3 phút. Quý vị thấy là ông Donald Trump đã bị Chris Wallace chặn 76 lần, Joe Biden chỉ có 15 lần. Đó là một sự bất công trắng trợn. Trong khi đó, giới quan sát họ thấy ông ta chỉ có chặn Joe Biden 15 lần. Thì đấy là một điều cho chúng ta thấy rõ ràng Chris Wallace chủ trương bênh Dân Chủ và bỏ Cộng Hòa, đến nỗi làm cho ông Tổng thống Donald Trump phải nói rằng: "Hey Chris, hôm nay không phải là ta tranh luận với một người mà ta tranh luận với hai người." Tên Chris Wallace này là một tên xấu hổ. Rất nhiều báo chí của Hoa Kỳ, ngay cả những người trong Đảng Dân Chủ cũng nói rằng Chris Wallace quá đáng.
Còn những cái người mà bênh vực cái lẽ phải, trong đó chúng ta phải thấy của ông Hamilton của báo Politico, ông nói một câu rằng Chris Wallace là một sự nhục nhã cho nền dân chủ của Hoa Kỳ. Thế nhưng mà thưa với quý vị, đảng Dân Chủ họ mặt dày mày dạn, họ không biết xấu hổ, cho nên họ vẫn tỉnh bơ. Và đến hôm nay Chris Wallace bị mang tiếng nhiều quá, cho nên mới lên đài nói rằng là tôi không ngờ cái sự kiện nó lại đi ra ngoài tầm kiểm soát. Quý vị thấy chưa? Cho nên đó là cái lý do mà Chris Wallace bị mang tiếng. Nhưng mà sau cuộc tranh luận này thì báo chí của Hoa Kỳ đưa ra một cuộc thăm dò thì Joe Biden chỉ được có 34%, Donald Trump được 66%. Đó. Và người ta đều công nhận rằng Joe Biden đều ăn nói lạc đề. Chẳng hạn như khi mà Chris Wallace đưa ra cái đề tài về cái vấn đề dịch Vũ Hán, và mục đích của Chris Wallace là muốn gài ông Donald Trump để giết chết nhiều quá. Nhưng mà Joe Biden đến lượt anh ta nói mà ồ, nếu anh ta làm tổng thống thì sẽ không chết như thế, bởi vì anh ta là một người có liên lạc với tổng cộng thân thiết, có những trường hợp, có những cái chương trình vaccine nổi tiếng, và anh ta lại còn đi qua cả Ukraine, đi qua cả các quốc gia khác để mà vận động. Nó tóm lại anh ta nói một dài một hơi, nhưng mà au sujet có nghĩa là lạc đề. Mỹ nó gọi là out of subject, tiếng Việt của chúng ta gọi là lạc đề. Khi ông Donald Trump nói về cái thằng con Hunter Biden của Joe Biden là một cái tên tội lỗi, như quý vị đã nghe tôi trình bày trong phần tin trước đây, thì là Joe Biden khoe nó là từng đi lính và nó từng là người ở chiến trường Afghanistan, Pakistan, lạc đề. Donald Trump mới nói rằng đấy đâu có phải là thằng Hunter Biden, đó là thằng Robert Biden mà thằng ấy đã chết rồi. Cho nên nói tóm lại, cái cuộc tranh luận vừa rồi, theo như thống kê của Hoa Kỳ, các cơ quan truyền thông cho biết đảng Dân Chủ đã thua quá nặng nề, 34% cho 60%. Rồi thêm vào đó, khi mà nói về vấn đề BLM và Antifa, quý vị thấy nó hay cái chỗ Chris Wallace thì muốn gài Donald Trump vào vấn đề KKK, tức là cái bọn da trắng mà nó kỳ thị, nó khinh da đen. Và Chris Wallace muốn nghe Donald Trump công khai nói rằng tôi phản đối KKK, gài Donald Trump. Ông ta nói rất nhẹ nhàng: tôi đã nhiều lần nói về quan điểm của tôi đối với KKK, thiết tưởng chúng ta không cần phải nói thêm vào đây nữa. Làm cho anh Chris Wallace xấu hổ. Nhưng chúng ta nên nói về vấn đề Black Lives Matter và Antifa. Thì Joe Biden không dám lên tiếng. Từ trước đến giờ và từ giờ về sau, Joe Biden không bao giờ có thể lên tiếng đả kích tàu cộng, không bao giờ có thể lên tiếng đả kích Antifa hay là Black Lives Matter. Cho nên nói tóm lại, cuộc tranh luận lần đầu tiên trong tuần vừa rồi là một cái thành công tuyệt vời đối với Tổng thống Donald Trump. Ông luôn luôn thẳng vào đề. Chris Wallace nói Tổng thống, người ta đồn rằng Tổng thống trả có 700 bạc đô la tiền thuế. Ông nói no, tôi đã từng trả rất nhiều triệu đô la. Hồ sơ trả đó còn đó. Khi nào mà IRS người ta edit xong, quý vị có quyền xem xét. Làm cho Chris Wallace xấu hổ. Báo chí nói rằng là Chris Wallace là một tên rất là ma giáo. Trước cái ngày mà phỏng vấn này, tranh luận này, 3 tuần lễ, Chris Wallace đã vận động để xin phỏng vấn Donald Trump và tỏ ra thân thiện đối với Donald Trump để Donald Trump không có phản đối trong cái việc Chris Wallace được đề cử vào vấn đề moderator, là người điều hợp chương trình. Để rồi sau khi vào cuộc hôm thứ Ba vừa rồi, người ta đã thấy Chris Wallace chơi rất bẩn thỉu đối với Donald Trump, nhất là cắt ngang mỗi một lần Donald Trump nói về Joe Biden
thì Chris Wallace nhảy vào và cắt đứt. Bởi vậy làm cho ông Donald Trump bực mình, nói rằng: Chris, hôm nay tao tranh luận với hai người chứ không phải tranh luận với người, mà chính là tao tranh luận với mày. Làm cho Chris mất điểm và đảng Dân Chủ xấu hổ. Rồi trong khi đó thì Joe Biden nói 2 phút, 3 phút không sao, nhưng mà Donald Trump đã bị cắt đứt đoạn rất nhiều lần. Rồi chúng ta lại có một bản tin hay nữa, đó là bản tin liên quan đến bà Thái Anh Văn. Hôm 22 tháng 9 vừa rồi, tạp chí Time của Hoa Kỳ có trụ sở trung ương ở công trường Times Square, công trường Thời Gian ở New York. Và tờ báo Time này, quý vị biết, là một tờ báo có đông người đọc nhất ở Hoa Kỳ, được ra đời từ những năm 1864 do một cái người Mỹ là Henry Lev và Britton Hayden lập nên, và mỗi một số như vậy nó có trung bình vài triệu người coi. Hiện nay cả thế giới có đến 22 triệu 600 nghìn người, thì Mỹ chiếm đến 20 triệu. Ca tụng bà Thái Anh Văn, chúng tôi sẽ trở lại chi tiết trong phần 2. Xin cảm ơn quý vị.